Audio Jungle. Trong của tôi Nguyễn Xuân Viên là giám đốc nhân sự của công ty Bell Việt Nam sẽ bước lên khu vực sân khấu có bài lời phát biểu. Anh chị em ở đây đã tài trợ cho cái ngày hôm nay và hỗ trợ cho Bell có cái cơ hội được đến đây để chia sẻ một chút xíu với trường, với sơ và với các giáo. Đây là năm thứ ba thì Bell hợp tác cùng với trường của mình, thì một lần nữa mong sao cảm ơn tất cả các thầy cô ở đây và cảm ơn tất cả các bé đã đến đây ngày hôm nay. Về cái công ty thì là con đại diện cho công ty có một phần học bổng để gửi đến trường. Để dành tặng cho các bé, trong này thì có lồng đèn trung thu, rồi bánh trung thu và một số các bánh kẹo khác. Thì một lát nữa đây, sau khi các bé vui chơi thì... Thế thì tôi xin thay mặt cho các em học sinh khiếm thính của Trung tâm Giáo dục Sẻ Phúc Tự Thuận An xin trân trọng kính chào chị sinh viên là giám đốc của công ty Bell Việt Nam, cũng như toàn thể các anh chị em cán bộ nhân viên của công ty Bell Việt Nam. Xin chúng ta xin gặp đến ban giám đốc cùng toàn thể anh chị em lời chúc sức khỏe và lời chào thân thương nhất. Chúng tôi xin cảm ơn quý công ty trong những năm qua đã luôn đồng hành hỗ trợ với chúng tôi trong công tác chăm sóc giáo dục các em học sinh khiếm thính của Trung tâm Thuận An, đặc biệt là trong ba mùa trung thu liên tiếp vừa qua. Quý vị đã đến đây để chia sẻ nụ cười, mang lại niềm vui và tình yêu thương ấm áp cho các em. Sự quan tâm và yêu thương chia sẻ của quý vị sẽ là một nguồn động lực rất là lớn đối với các em, giúp cho các em có thêm nhiều nghị lực để vượt qua những khó khăn trở ngại của bản thân và cố gắng học tập để vươn lên và được hòa nhập với xã hội sau này. Một lần nữa thì Trung tâm Giáo dục Trẻ Khuyết Tật Thuận An xin hết lòng cảm ơn ban giám đốc công ty cũng như toàn thể các anh chị em cán bộ nhân viên của Bell Việt Nam. Chúng tôi kính chúc quý vị luôn dồi dào sức khỏe, có được nhiều điều may lành trong cuộc sống và công ty luôn phát triển không ngừng. Chúng tôi cũng rất mong được sự đón nhận được sự yêu thương hỗ trợ của quý vị tiếp tục trong tương lai dành cho các em học sinh khiếm thính của Trung tâm Thuận An. Xin trân trọng cảm ơn. Cảm ơn chị Xuân Viên. Hiện thời các bé còn sẽ đi chơi cùng với lại các cô chú ở đây nữa, cho nên là chúng ta cùng với lại quý thầy cô chúng ta hãy hướng dẫn cho các bé về các cái khu vực sân chơi. Thì các trò chơi đều có những cái luật chơi ở trên đó và các bé có thể đọc, cũng như là các anh chị chúng ta hãy tập thử xem mình giao tiếp với các bé không dùng bằng cái lời nói của mình giao tiếp như thế nào với các bé, bởi vì chúng ta sẽ hiểu được một chút xíu khó khăn của các bé khi trong cái cuộc sống hàng ngày các bé không có nói được. Vậy nên là xin mời tất cả các anh chị chúng ta sẽ cùng di chuyển với các bé. Chúng ta sẽ có các khu trò chơi ở đây. Chúng ta có sân bóng đá, chúng ta có sân bóng rổ, chúng ta có kiểu ngựa bắn cung, có chơi bowling, có bịt mắt, bạch niêu, chúng ta có kéo co và nhảy ba bố nữa. Xin mời tất cả các anh chị chúng ta hãy cùng di chuyển ạ. Và xin mời các bé chúng ta có thể di chuyển chung quanh khu vực này để tìm cho mình những trò chơi ạ. Mời bạn đến với chúng tôi, chung tay làm đẹp cho đời, dùm bao số phận nghiệt ngã, không may mang kiếp tật nguyền. Và người đây khát làm than, lang thang không cửa không nhà, cô đơn sầu thương phiền não, bên tận cùng những niềm đau. Xây ban từ thiên thiên tâm, đầy lòng nhân ái con người, đầy tình yêu thương rộng mở, đem đến an vui bao người.
mời bạn đến với chúng tôi, chung tay làm đẹp cho đời, giúp bao số phận nghiệt ngã không may mang kiếp tật nguyền. Và người đói khát lòng than, lang thang không cửa không nhà, cô đơn sầu thương phiền não, bên tân cùng những niềm đau. Đây ban tự nhiên thiện tâm, đây lòng nhân ái con người, đây tình yêu thương rộng mở, đem đến an vui bao người. Một buổi cho chúng ta rất là hài hước và ý nghĩa, đã chia sẻ với các em rất là nhiều điều vui. Xin chân trọng cảm ơn và chúc sức khỏe cho toàn thể các anh chị em và hẹn gặp lại đến sau. Cảm ơn Sơ rất là nhiều.